Rồi nhắc lại cái phần tóm tắt của mình trên bảng lúc nãy. Rồi thôi. Với bài toán này, trước đây thì chúng ta giải phương trình. Rồi. Hoặc là lớp 4 đối với các bạn thì bài toán này là bài toán số học. Chúng ta suy luận logic. Thôi. Và chọn ra số. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ xác định bài toán ở tinh học. Thì đối với bài toán ở tinh học thì các bạn sẽ xác định giúp cho thầy là nếu như mà chúng ta cho đầu vào đó, các bạn phải xác định giúp cho thầy là bài toán này có cần nhập gì hay không đó, thì này là không nhập gì hết. Rồi đối với lại bài toán này ra, tức là chúng ta cần xuất cái gì? À, số gà, rồi số chó. À, như vậy thì thực chất là chúng ta muốn có cái gì đó để chứa được số gà và chứa được số chó. Đó, có biến nào đó để chứa được số gà và chứa được số chó. Nhưng mà trong đề của chúng ta, người ta cho là vừa gà vừa chó là 36 con. Như vậy nếu mà chúng ta đã có số gà thì sẽ có số chó. Vậy thì trong quá trình này chúng ta cần một cái biến để chứa gà. Chỉ cần chứa gà là đủ. Bởi vì khi có gà rồi thì có chó. Như vậy giả sử mình khai báo một cái biến chứa gà là g, vậy lúc này với số chó của chúng ta sẽ bằng gì? 36 trừ cho g. Như vậy chúng ta đã có được số chó. Và cái cốt lõi của vấn đề là 100 chân. Vậy thì điều kiện để chúng ta quản lý bài toán, điều kiện cốt lõi hoặc là cái vấn đề cốt lõi của bài này nó nằm ở đây. 100 chân thì trong đó có số gà mấy chân? Nhân 2 chân đó, cộng với số chó là 36 trừ g số chó nhân 4. Đây là vấn đề cốt lõi của bài toán này. Vậy thì để giải quyết được thì chúng ta có thể khai báo biến. Các bạn sẽ khai báo biến là g một biến. Và đây là điều kiện. Vậy điều kiện này các bạn có thể sử dụng vòng lặp if, cũng có thể sử dụng while hoặc do while. Đó. Vậy khi nào dùng while? Khi nào dùng do while? While là nó vô, nó kiểm tra trước rồi nó mới thực hiện sau. Do while là thực hiện trước rồi mới kiểm tra. Đó, ví dụ nhập điểm tính điểm nằm trong khoảng từ 1, từ 0 cho đến 10 thì mới vô mình phải làm gì? Phải nhập điểm cái đã rồi mới có điểm mà để kiểm tra. Như vậy mình sẽ dùng do while. Do vô nhập điểm, while là kiểm tra. Đó, nhập trước rồi mới kiểm tra thì chúng ta dùng do while. Còn while thì khi nào mà chúng ta có cái gì đó chúng ta kiểm tra trước thì chúng ta có thể là nhập ở bên ngoài, sau rồi while rồi nhập lại cũng được, tùy ha. Rồi để giải quyết bài toán này, trước tiên là thầy dùng if, xin lỗi, chỗ này là for chứ, thầy bị liều chỗ này rồi. For để lặp hoặc là dùng while.
hoặc dùng do why. À, for chứ không phải if, dùng for. Vậy bây giờ thầy dùng for trước nha. New project. Các bạn chọn C thôi, còn khi nào muốn phát triển lên C cộng thì cứ thay đổi lệnh là xong. Mình xem thử lệnh nhập của C cộng là gì. Nó dùng CL, CIN, chứ nó không phải dùng print scan nữa. Nó khác tí xíu. Project của chúng ta là cho gà, chó. Tạo một folder mới giúp thầy. Ctrl S, lưu là gà chó luôn. Rồi, bài toán lúc nãy chúng ta cần khai báo biến là gà, biến này kiểu gì? À, nó là kiểu số. Số thì có in, có plus, có double. Hiểu được vấn đề chưa? Khi nào là string, khi nào khai báo biến bị gì chưa? Đó, muốn đi hái táo thì cầm cây sào, muốn gột táo thì cầm con dao, muốn ăn táo thì đó, mình khi nào có nhu cầu gì thì làm cái đó thôi. Rồi bây giờ mình cần lưu gà. Vậy gà có dùng kiểu plot không? Có khi nào nửa con không? Có. Khi nào nấu rồi thì có thể dùng nửa con. Đây là gà nguyên con đó, gà nguyên con thì chúng ta không cần dùng đến plot. Dùng plot được không? Được, nhưng nó nặng hơn, nó lớn hơn, bởi vì nó cần số byte nhiều hơn. Ok, như vậy mình khai báo in g đi. Rồi, muốn gà thì gà, muốn g thì g. Và khi chúng ta khai báo biến trong C, nó phân biệt hoa thường. Rồi, gọi bạn chú ý giùm cho thầy một cái, bỏ cái điện thoại giùm đi. Rồi, như vậy thì ở đây chúng ta khai báo gà. Và trong này chúng ta nói là dùng vòng lặp for hoặc vòng lặp while để điều khiển. Vậy trong bài toán này chúng ta chỉ có một phương trình một biến. Nếu như các bạn giải theo cách của lớp 7, lớp 8 gì đấy thì các bạn giải phương trình. Còn bây giờ mình tin học thì mình không cần phương trình, mình không cần giải, mà mình sử dụng cho cái g này nè, nó tăng lên. Tăng lên mấy con gà? Khởi động một con gà, chạy cho đến chạy cho đến 35 cũng được, thì cứ chạy đi. 36 thì không có ha, tại vì 36 là hết chó luôn rồi. Mình sẽ dùng vòng for để mình lập gà này bắt đầu từ 1. Đấy, mình nói gì mình làm đó nè. Cho gà tăng từ 1 đến 35. Đấy, mình đang thực hiện nè. Cho gà tăng từ 1 cho đến nhỏ hơn 36, tức là đến 35. Phải cứ mỗi lần tăng một con. Gà cộng, mỗi lần tăng một con. Rồi, vậy trong này có bạn xong cái này chấm phẩy cục đường luôn. Sau vòng for mình phải mở ngoặc, thấy nó tự đóng chưa? Enter xuống, thấy nó tự tab chưa? Nếu như code của các bạn từ buổi này trở đi lên chấm bài mà không có tab, thầy kết luận các bạn copy được không? Được. Bởi vì các bạn tự code là nó tự tab rồi, chỉ có copy thì nó mới không tab, được không? Còn nếu mà các bạn nào mà tự code mà cũng không tab nữa là có vấn đề. Đó, thầy kết luận là copy mặc dù các bạn tự code hết. Rồi, ok. Vậy trong này mình làm gì? Trong này mình kiểm tra xem có đủ trăm chân chưa. Với số gà này, với số chó này, đủ trăm chân hay chưa? Vậy để kiểm tra thì mình phải dùng if. Nếu như
em đủ 18. Phải không? Thì phải kiểm tra. Thì nếu phải kiểm tra. Rồi ok. Còn làm gì chuyện của các bạn thầy không biết. Nếu cái gì? Nếu gà nhân 2. Đây mình nói nè. Điều kiện nè. Điều kiện. Nếu gà nhân 2 cộng chó nhân 4 bằng 100. Nếu gà nhân 2 cộng với chó gà trừ 36 trừ gà nhân 4 bằng được không? Bằng. Ở đây là kiểm tra cho nên là bằng. Rồi. Lệnh if cũng mở ngoặc tự táp. Còn làm gì đây? Ừ, giỏi quá. Bây giờ là sáng ra rồi đó. Cần xuất ra. Thì in. In cái gì? Số gà 2 chấm phần trăm D xiệt táp cái số chó 2 chấm phần trăm D xiệt N để cho nó xuống dòng phải đưa cái gì vô đây G phải hay quá 36 trừ G chấm phải chạy thử nào biên dịch thử coi có lỗi hay không. Hên quá, không lỗi gì. Chạy thử coi ra cái gì. Số gà 22, số chó 14. Vậy là ổn chưa? Ổn rồi. Nhưng đây mình thử nha. Với bài toán này nhỏ không có vấn đề gì, nhưng một số bài toán thì sẽ có. Bây giờ mình thử nè. Print thử y bằng phần trăm d xiệt n phẩy y. À g hay quá. Rồi ok. G bằng phần trăm y phần trăm d. Chạy thử nha. Sao ta? À, không cần thiết ở giai đoạn này. Không cần thiết. Bởi vì đâu có cần chạy đến đây. Bởi vì đến đây 22 là mình đã xác định được số gà số chó rồi. Thì thôi, kết thúc. Không cần chạy nữa. Đúng không? Rồi. Cái bài toán này nó sẽ có đến bài toán là tìm số nguyên tố. Ha, thì chúng ta giải quyết đến bài toán tìm số nguyên tố, các bạn sẽ thấy. Ở đây, nếu như khi mà đã tìm thấy số gà, số chó thì không chạy vòng for nữa. Mình sẽ làm gì? Ngắt. Rồi các bạn dừng giúp thầy, ngắt bằng làm gì? Ừ, giỏi, quá hay. Đúng không? Đó, vậy là có nhớ rồi. Rồi, dừng lên break ha. Giờ thấy lập trình dễ à? Dễ không? Vẫn không à. Rồi, ok. Rồi, chạy lại. Được chưa? Số gà, số chó. Chạy đến đó là được. Không cần chạy nữa. Được không? Rồi ok. Bây giờ nhìn cái code lại một lần. Sau đó tự gõ thử xem sao. Nếu không được thì quay lại nhìn. Còn nếu được thì làm giúp cho thầy từng phần một. Khi mà các bạn xem code thầy nhắc lại cái cách học của các bạn nè.
Đừng bao giờ nhìn từ dòng 1 cho đến dòng cuối. Đừng. Mà phải làm từng phần một giống như là thầy giảng vậy á. Các bạn cứ làm từng chút rồi ráp vô thì nó mới ra được cái lớn. Còn nếu mà các bạn, cái đồ án của các bạn sau này á là nó đi từ rất nhiều phần ráp lại với nhau, giống y chang như một chiếc xe. Các bạn làm từ cái áo xe, sườn xe, bánh xe, máy, rồi nhông, rồi xích, rồi lít, gán vô nó mới ra chiếc xe. Còn nếu mà bạn dòm chiếc xe từ đầu đến cuối, bạn cứ làm từng phần từ áo vô lần, cuối cùng không biết ráp vô đâu hết. Thì mình phải biết cấu trúc của nó và làm từng phần một là ok. Rồi, chốt lại đi. Đấy. Cho gà tăng từ 1 cho đến 35 nè em. Cho gà tăng từ 1 đến 35. Mà muốn nó tăng thì mình phải dùng for hoặc while hoặc do while để cho nó lặp đi lặp lại nhiều lần. Ừ, tức là mình dùng for hoặc while hoặc do while để nó tăng từ 1 đến 35. Muốn tăng thì phải dùng for. Rồi, ok. Được chưa? Đó.